Xong thành đạt Trần xin kính chào các bác. Và trong video clip hôm nay thì theo yêu cầu của các bác thì bên em có tiến hành test thử cái quay thử cái chất âm của cái cặp loa Mỹ cánh buồm, cặp loa Infinity RS2. Đây là cái dòng loa rất hiếm ở trên thị trường. Và trong cái video clip lần trước thì bên em đã có giới thiệu chi tiết cũng như là quay chi tiết cận cảnh thùng vách rồi góc cạnh rồi tuyến loa của cặp loa này cho các bác xem rồi. Và trong clip hôm nay em sẽ test âm cho các bác nghe. Cặp này thì vâng rất là cao, cao 1m26. Đấy, chiều ngang của nó là 56 và chiều sâu là 56. Thiết kế loa như dạng cánh buồm luôn, có hai super bass ở phía dưới, ba loa chung và hai loa chép emit. Đấy, tổng cộng thì nó có tới 7 loa trên một thùng. Tổng cộng nó có 7 loa trên một thùng. Đấy, tức là hai chiếc một cặp là có 16 loa. Thiết kế thùng vỏ gỗ sồi rất đẹp, căng còn đầy đủ và còn nguyên cả tem của Infinity. Bây giờ em sẽ test chất âm của cặp này. Cặp này thì có giá bán là 36.500.000 đồng. Em này thì hàng kịch độc rồi, các bác chơi cặp này thì không bị đụng hàng. Và Việt Nam thì không mấy người có đâu. Đấy, chất âm của nó rất là tuyệt vời. Nó không bị thổi giá đấy như những cái dòng Jibela L100 rồi Z99A của Pioneer rồi một số các dòng loa khác, thì dòng loa này thì rất là hay. Mời các bác chúng ta cùng nghe. Và em sẽ tháo lưới căng ra, em sẽ đứng cạnh loa thì các bác có thể quan sát được cái vóc dáng của cặp loa nhé. Trong clip hôm nay em ghép với một chiêm ly rất là nhỏ bé Sansui 5000A. Cho anh mừng lòng. Thành như là giả phát luôn. Tiếng rất là chi tiết dày dặn. Chép em ít nghe tiệt. Rồi lại đến. Có cả chép phía sau. Đây, loa cánh buồm các bác nhìn nhé. Đấy. Đúng chất cánh buồm chưa? Chơi cặp này ngon bổ rẻ.
cấp người chơi và đẳng cấp các bác mua cho tặng cũng rất quý. Các bác mua cặp này thì cho tặng rất là ok luôn. Sâu 56, các bác biết kích thước của nó đồ sộ thế nào. Bác thảm rất là êm, tiếng rất là tí tách ở tôi. Không tìm vết các bác nhá, tất cả đều rất đẹp. Và những cái mách gỗ này là mách gỗ thật luôn này. Đây, cái này là gỗ thật luôn này. Đây, các bác xem. Nói rằng cái chất âm của cặp loa này hết sức là tuyệt vời, và với cái giá của nó thì cũng vô cùng là dễ chịu, 36.500.000 bên em báo giá toàn quốc cho các bác. Đấy. Các bác có nhu cầu cặp này thì alo cho em, một cặp duy nhất thôi và trên thị trường cũng không có nhiều các bác nhé. Sau bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giá báo sản phẩm là không bao gồm phí ship. Chỉ còn gần anh một giây phút thôi, một giây nữa thôi là ta nhau rồi. Người đeo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đang cô.
và cuối video clip thì em đặt Trần sẽ mời các bác chúng ta sẽ nghe thử một chút nhạc rumba trên cái cặp loa này để xem nó thể hiện ra sao các bác nhé. Đấy, 36.500.000 các bác có nhu cầu alo chưa? Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Vâng. Thì cặp loa này cũng đều thể hiện rất là tốt. Em còn nghe thử cả băng gối cũng rất là ok luôn. 36.500.000 đồng cho cặp loa này. Các bác quan tâm alo cho em đặt Trần. Shop em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội các bác nhé. Bên em giao hàng toàn quốc. Đấy, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.